Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 10 năm triển khai cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã tạo được những chuyển biến rõ nét trong tâm lý và thói quen sử dụng của người tiêu dùng. Trước đây, hàng hóa trên thị trường chủ yếu là sản phẩm đến từ nhiều nước, đặc biệt là Trung Quốc, Thái Lan, thì hiện nay hàng Việt Nam đã chiếm ưu thế từ hệ thống các chợ truyền thống cho đến các siêu thị, trung tâm thương mại. Theo đánh giá của Bộ Công Thương trong 10 năm qua, các đơn vị trong ngành công thương đã bám sát chủ trương của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đã có nhiều nỗ lực và sáng tạo trong việc triển khai thực hiện nên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hàng Việt chiếm tỷ lệ cao trên thị trường nội địa từ 80 đến 90% trong các kênh phân phối hiện đại và từ 60% trở lên tại các kênh bán lẻ truyền thống. Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đã đánh giá cao những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện cuộc vận động đã tạo nên được niềm tin và sự quan tâm mua sắm tiêu dùng trong phần lớn người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng hóa thương hiệu Việt, khơi dậy được tiềm năng dồi dào về nguồn lực và năng lực kinh doanh phân phối của các thành phần kinh tế. Qua 10 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả. 10 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp đã đề cao trách nhiệm, lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc của vận động và với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, của cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người sản xuất đã đề cao trách nhiệm đối với người tiêu dùng, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quản lý, nâng cao năng suất sản xuất, năng suất lao động và kinh doanh dịch vụ, quan trọng quảng bá sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa và đáp ứng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng. Nhiều thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đã chiếm thị phần khá lớn trong hệ thống phân phối của chúng ta. Triển khai thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, trong đó có các đề án xúc tiến thương mại thị trường trong nước. Từ năm 2010 đến năm 2019, Bộ Công Thương đã phê duyệt 946 đề án với tổng kinh phí hơn 237 tỷ đồng. Các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước tập trung vào nhóm tổ chức hội chợ hàng Việt, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo và đào tạo tập huấn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ. Thông qua việc triển khai các đề án tổ chức hội chợ triển lãm, phiên chợ hàng Việt, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp thực hiện xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nội địa, đặc biệt tạo lập kênh phân phối, hệ thống bán lẻ ở vùng nông thôn. Các hoạt động này đã góp phần tích cực giúp các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã tiếp cận người tiêu dùng tại thị trường trong nước, quảng bá tới người tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý. Theo thống kê, kể từ khi có cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, số lượng các đợt đưa hàng Việt về nông thôn đã tăng lên cả về số lượng và quy mô tùy theo từng địa bàn, đồng thời cũng cho thấy sự chủ động tích cực, sáng tạo của nhiều tổ chức doanh nghiệp tham gia như hệ thống siêu thị Sài Gòn Cúpmark, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, Công ty Kỹ nghệ Xúc sản Vietsan, Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam, Công ty Cổ phần Intimex, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ba Huân, Sài Gòn Sacha. Trong 10 năm vừa qua thì Sài Gòn cũng có những cái phát triển vượt bậc, và chính những cái phát triển vượt bậc đó, thứ nhất là về mặt số lượng mạng lưới trong các cái điểm bán ở trong cả nước, đến nay thì khoảng 800 điểm bán với 10 cái mô hình thương mại hiện đại khác nhau. Chính những điểm bán và những mô hình thương mại hiện đại này tạo nên những sân chơi, những cái sự kết nối tốt hơn giữa hàng Việt với người tiêu dùng Việt Nam. Và đây cũng là một cái thành quả mà giúp cho hàng Việt có thể nâng một cái tỷ trọng lên rất cao ở tại thị trường Việt Nam. Giống như những báo cáo trình bày thì hàng Việt đã có một cái tỷ trọng là từ 90 đến 95% ở tại các cái kênh tiêu thụ của Sài Gòn Co-op. Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ Chính trị rất là có hiệu quả đối với công ty chúng tôi. Dự như là tất cả các cơ quan đoàn thể là đều quan tâm cái việc mà quảng bá sản phẩm cho các doanh nghiệp. Chúng tôi đã tham gia rất nhiều các cái hoạt động kết nối cung cầu và một số siêu thị thì đã đến lấy hàng của chúng tôi, và thực sự mà nói là đến nay công ty chúng tôi là cũng không đáp ứng hết được mà phải tiếp tục là phải mua thêm máy móc thiết bị về thì
thì mới đáp ứng được yêu cầu của các siêu thị. Nhưng mà người dân thì càng ngày càng biết các cái sản phẩm của công ty chúng tôi, cho nên là họ đã đặt mua rất nhiều. Chúng tôi đã tìm được các nhà phân phối của các tỉnh, đa số là của các tỉnh, là họ đã bán rất tốt chúng tôi và tăng trưởng được hàng ngày. Và tôi nghĩ rằng là cái cuộc vận động này cực kỳ là có lợi cho tất cả các doanh nghiệp mà làm ăn chân chính. Hiện tại tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống siêu thị trong nước duy trì ở mức cao, ví dụ như Cúc Mắc đạt từ 90-93%, Vissan trên 95%, Sacha từ 90-95%, Vinmark 63% theo mã hàng. Còn tại hệ thống siêu thị nước ngoài, tỷ lệ hàng Việt chiếm từ 60-96%, cụ thể Lotte đạt 84% theo số lượng mặt hàng, Big C 96% theo doanh thu, Aeon 80% theo mã hàng, Mega Market 95% theo mã hàng. Đối với các kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại các chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm tỷ lệ từ 60% trở lên. Tốc độ phát triển của các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bán hàng Việt Nam đã tăng nhanh chóng. Sài Gòn Cúc Mắc đã mở được hơn 113 siêu thị trên toàn quốc, nâng tổng số điểm bán lẻ thương hiệu này lên hơn 600 điểm. Vingroup đã mở được khoảng 100 siêu thị Vinmark và 1.700 cửa hàng Vinmark. Theo đánh giá tổng kết của Bộ Công Thương, việc tăng cường đưa hàng Việt Nam vào hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại đã tăng cường sự kết nối sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, xây dựng các mô hình liên kết, trao đổi trong sản xuất sẽ là những giải pháp cơ bản để phát huy hơn nữa vai trò liên kết, gắn sản xuất với kinh doanh của các doanh nghiệp, là những hoạt động thiết thực để phát huy hiệu quả của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.